Rõ ràng không chỉ có các vận động viên đỉnh cao mà các trọng tài có chuyên môn tốt đã từng tham dự nhiều giải đấu tầm cỡ thế giới. Tham dự SEA Games 31 cũng cho thấy vị thế của Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay đang được nâng tầm một cách đáng kể. Những cầu thủ ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chúng ta thấy có Diễm My và Thu Thương, Phương Thảo. Đây sẽ là một trận đấu mà Bích Thùy cũng sẽ có được vị trí thi đấu không bám biên như thường lệ. Chúng ta thấy số 15 đang di chuyển ở khu vực giữa sân. Thu Thương. Đội tuyển Việt Nam thi đấu trong bộ trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng, bảo vệ khung thành bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Không chỉ có Bích Thùy, chúng ta đã nhìn thấy Thanh Nhã cũng đã lên rất cao. Ngày hôm nay thì bộ đôi hậu vệ cánh của đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ không phải bận tâm quá nhiều trong khâu phòng ngự, mà thay vào đó họ sẽ cố gắng để cải thiện khả năng hỗ trợ tấn công. Thanh Nhã. Tình huống treo bóng. Đã có những khoảng trống. Cơ hội dứt điểm. Dứt điểm đầu tiên của trận đấu thuộc về đội tuyển Việt Nam. Đó là pha băng lên dứt điểm của Ngân Thị Vạn Sự. Có thể thấy trước mắt số 11 là một khoảng trống mênh mông. Nó cho thấy hàng phòng ngự của đội tuyển Campuchia được tổ chức tương đối lỏng lẻo. Sẽ có số lượng những cầu thủ tham gia phòng ngự của đội tuyển Campuchia là khá đông, nhưng cự ly của các vị trí lại ở cách nhau tương đối xa. Vì thế chúng ta thấy khi có tình huống bóng bật ra thì họ đã để lộ ra những khoảng trống. Và lúc này thì những cầu thủ đá cánh có tốc độ của đội tuyển Việt Nam sẽ có những cơ hội, như Ngân Thị Vạn Sự là một pha băng xuống để chủ động dứt điểm. Và chúng ta còn một cầu thủ tốc độ khác là Thanh Nhã bên cánh phải nữa. Sức ép đang được đội tuyển nữ Việt Nam tạo ra ngay từ những phút đầu tiên, và điều đó đã phần nào gây ra những sự bối rối cho cầu thủ phòng ngự bên phía đội tuyển nữ Campuchia. Ném biên cho đội bóng áo đỏ. Và phối hợp chưa thành công giữa Bích Thùy và Thanh Nhã. Tầm hoạt động của Bích Thùy trận đấu này có thể sẽ là khu vực giữa sân và di chuyển lệch sang cánh phải để phối hợp với Thanh Nhã. Vạn Sự. Bóng đang lăn chính bên phần sân của đội tuyển nữ Campuchia. Đó cũng là một điều dễ hiểu, bởi lúc này thì đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang kiểm soát bóng rất tốt. Thêm một quả tạt nữa từ cánh. Bóng được mở sang bên phía Thanh Nhã. Dứt điểm ngay. Rất mạnh dạn cho những cú dứt điểm. Khi rảnh chân là có thể tung ra cú dứt điểm ngay. Bích Thùy là người đã phối hợp với Thanh Nhã. Điều mà chúng tôi vừa nói ít phút trước. Sự liên lạc giữa Bích Thùy và Thanh Nhã đã sớm được tạo ra. Đội tuyển Việt Nam đã tấn công khá đều từ cả hai cánh trong ít phút đã qua của trận đấu. Thu Thương. Đây là Thanh Nhã. Thanh Nhã có thể coi là một trường hợp đặc biệt. Một cầu thủ trưởng thành từ đội trẻ và lên đội tuyển quốc gia với tốc độ rất nhanh. Ở câu lạc bộ thì không phải lúc nào Thanh Nhã cũng có thể cạnh tranh được vị trí chính thức, nhưng lại được huấn luyện viên Mai Đức Chung tin tưởng và trao rất nhiều cơ hội cùng với kế hoạch trẻ hóa lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam. Đường chuyền vừa rồi là hơi mạnh so với đà băng lên của Thanh Nhã. Điểm nhấn trong lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam cho tới lúc này vẫn là những tình huống triển khai bóng ở hai cánh. Thanh Nhã vẫn đang là số 19, rất quyết tâm đi bóng vào trong. Rất tốt. Đường đi bóng vào trong của Bích Thùy, đánh đầu. Có thể đánh đầu nối. Tỷ số được mở cho đội tuyển Việt Nam. Đó là bàn thắng của Nguyễn Thị Vạn.
Bàn thắng đến ở phút thứ 6 của trận đấu với một cú đánh đầu, một tư thế dứt điểm rất thoải mái. Bàn thắng đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam đến từ rất sớm. Trận đấu mới chỉ trôi qua được 5 phút nhưng lưới của đội tuyển Campuchia đã bị rung lên và chắc chắn sẽ còn rung lên nhiều lần nữa hơn nữa trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là một pha phối hợp tốt của đội tuyển nữ Việt Nam khi trái bóng được luân chuyển một cách rất nhịp nhàng từ cánh phải chuyển sang cánh trái trước khi có đường đánh đầu vào trung lộ để cho số 18 Nguyễn Thị Vạn dứt điểm. Pha phối hợp bài bản bằng đầu của hai cầu thủ có chiều cao không phải là quá tốt, Ngân Thị Vạn Sự và Nguyễn Thị Vạn. Nhưng chúng ta lại có được một bàn thắng đến từ một pha đánh đầu cận thành. Cơ hội dứt điểm. Bích Thùy đang là nhân tố di chuyển rất rộng và khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Campuchia bị xáo trộn. Thay vì đá bám biên thuần túy thì Bích Thùy đang là một nhân tố di chuyển rộng, trong khi Hải Yến lại là cầu thủ di chuyển để hút người. Chính xác là như vậy. Với khả năng khuấy đảo của mình thì Bích Thùy đang thực sự mang tới rất nhiều những sự bối rối. Đây là một pha bóng như vậy, số 15 đưa bóng vào trong. Lần này thì bóng đi hơi sâu. Hải Yến đã sẵn sàng để đón nhận đường truyền của đồng đội. Đội tuyển Campuchia cũng đã thay đổi thủ môn so với trận gặp đội tuyển nữ Philippines. Ở trận thua 0-5 trước đội tuyển nữ Philippines thì đội tuyển Campuchia thi đấu với thủ môn Chia Sompos. Còn đây là trận đấu mà thủ môn mang áo số 13 Chen Soves có cơ hội được ra sân. Tiếp tục là mở biên. Rất nhiều những pha bóng được đưa ra cánh. Cầu thủ vừa có tình huống đưa bóng sang cánh trái đó là Phạm Hoàng Quỳnh. Ngày hôm nay Hoàng Quỳnh sẽ có trận đấu đầu tiên tại SEA Games 31 và sẽ là một kỷ niệm đặc biệt khi cô được thi đấu trước sự cổ vũ của các cổ động viên nhà. Ngày hôm nay thì Hải Yến cũng sẽ rất khát khao ghi bàn. Vạn Sự, tính cơ động của những cầu thủ được vào sân trong đường xuất phát ở trận đấu này đang được thể hiện rất rõ trong cách mà Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự và Nguyễn Thị Vạn di chuyển ở ít phút đã qua. Điều đó khiến cho các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Campuchia đôi khi không biết bắt người theo hướng nào. Thu Thương là người đã đón bóng và cản phá được ý đồ lên tấn công của đội tuyển nữ Campuchia. Chưa thể cầm bóng quá 3 nhịp. Nhiệm vụ của các cầu thủ đội tuyển Campuchia đó là phòng ngự và sau đó cố gắng đưa bóng lên phía trên cho Yon Yon, Ban Chevy hoặc Húc Saudi. Bích Thùy có khả năng đi bóng bên cánh phải và sau một vài nhịp điều chỉnh cũng có thể dứt điểm ngay bằng chân trái. Những tình huống như vậy đã được cô thể hiện ở kỳ SEA Games gần đây. Và Bích Thùy cũng đang rất quyết tâm để có thể ghi bàn cho mình tại SEA Games 31. Chúng ta còn nhớ bàn thắng rất giá trị của Bích Thùy tại giải vô địch châu Á năm 2022. Đó là tình huống mà cầu thủ mang áo số 15 đã có một pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm, tạo ra bất ngờ cho hàng phòng ngự đối phương. Đây là một pha bóng hiếm hoi mà chúng ta thấy bóng lăn bên phần sân của đội tuyển nữ Việt Nam kể từ đầu trận.
Hoàng Quỳnh. Đây là Hải Linh, một cầu thủ trẻ nhưng đã được trao chiếc áo số 10 ở đội tuyển nữ Việt Nam. Ngày hôm nay nhiệm vụ của Hải Linh sẽ là kết nối giữa hàng phòng ngự cũng như là các nhân tố trên hàng công. Và sự đứa cầu thủ sinh năm 2001 đang có những cơ hội để thể hiện mình. Đó là những cái tên như là Vạn Sự, Hải Linh hay Thanh Nhã. Và tiếp nối sau đó sẽ còn rất nhiều những lứa cầu thủ khác. Hiện tại thì các huấn luyện viên ở các tuyến trẻ của bóng đá Việt Nam cũng đang miệt mài tuyển thêm những lứa cầu thủ mới để tiếp sức cho bóng đá nữ Việt Nam. Và một tín hiệu vui là sau khi đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup năm 2023 thì sự quan tâm và sự hứng thú với bóng đá nữ đã đến nhiều hơn. Đội tuyển Việt Nam đang cố gắng kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương. Chúng ta thấy được hàng phòng ngự hai lớp lại được răng ra. Khá nhiều lần trong trận đấu này thì chúng ta đã thấy các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam có những pha xử lý kỹ thuật và đi bóng qua người. Đây là một tình huống xử lý của Thanh Nhã hay trước đó là của Bích Thùy. Những cầu thủ của đội tuyển nữ Campuchia là tương đối non nớt khi họ chưa có nhiều thời gian để tập luyện và thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Một tinh thần dân tộc đang được thể hiện rất rõ trên khán đài sân Cẩm Phả với những tiếng hô vang Việt Nam. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được rút ra. Hoàng Quỳnh sẽ là người thực hiện quả đá phạt cho đội tuyển nữ Việt Nam. Từ một tình huống đưa bóng bổng vào trong thì thầy trò huấn luyện viên Mạc Đức Trung đã có được bàn thắng mở tỷ số. Đây sẽ là một cơ hội đáng chú ý nữa dành cho các cô gái áo trắng. Phòng ngự bóng bổng dường như không phải là điểm mạnh của đội tuyển nữ Campuchia. Chúng ta sẽ cùng xem pha phối hợp đá phạt này của đội tuyển Việt Nam. Hoàng Quỳnh là người đứng trước quả đá phạt. Hải Linh và tiếp bóng chưa có cảm giác tốt nhất để tạo đà cho một cú dứt điểm. Cơ hội đã trôi qua một cách khá đáng tiếc với đội tuyển nữ Việt Nam. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn nhiều những cơ hội nữa. Hoàng Quỳnh. Trong số các cầu thủ đang thi đấu trên sân của đội tuyển Việt Nam thì cái tên có khả năng xuất phạt tốt nhất chính là Nguyễn Thị Vạn, người đã mở tỷ số của trận đấu. Với những góc đá phạt ở gần khu vực trung tuyến hoặc chếch sang cánh trái theo hướng tấn công của đội tuyển Việt Nam thì đó sẽ là cơ hội cho Nguyễn Thị Vạn. Ở đội tuyển Việt Nam chúng ta có những cầu thủ xuất phạt tốt, có thể kể đến Tuyết Dung, Huỳnh Như, Bích Thùy và Nguyễn Thị Vạn. Một thoáng giật mình của thủ môn đội tuyển Campuchia, quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Sức ép vẫn đang đều đặn được đội tuyển nữ Việt Nam tạo ra về phía khung thành của thủ môn Chen Sovet. Lương Thị Thu Thường với chiều cao tốt cũng đã có mặt trong vòng cấm của đội tuyển nữ Campuchia. Chưa thể có cú dứt điểm. Đó là Phương Thảo. Dứt điểm! Rất căng! Một tình huống xuất sắc của thủ môn Chen Sovet.
Đó là một tình huống phản xạ đổ người rất tốt của thủ môn đội tuyển nữ Campuchia, mặc dù cô cũng đã hơi khuất tầm nhìn. Chúng ta vừa được xem lại cú dứt điểm rất căng của Bích Thùy. Bích Thùy đang rất khát khao ghi bàn. Một cú dứt điểm không cần nhiều đà của Bích Thùy nhưng bóng đi với lực rất mạnh. Một pha lên bóng của đội tuyển Campuchia nhưng vẫn chưa thể có được tình huống khống chế của Sơn Vifa. Đây là Diễm My. Diễm My đã đón bóng và là chốt chặn ở tình huống vừa rồi. Nhưng các cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam cũng không thể xem thường những pha lên bóng như vừa rồi nếu như để lộ cho đối thủ những khoảng trống. Thanh Nhã. Hải Linh có thể đá tiền vệ và cũng có thể tham gia tấn công. Lúc này thì Hải Linh đang thi đấu ở tuyến tiền vệ và là người điều phối bóng cùng với Hoàng Quỳnh. Thu Thương. Trên sân Cẩm Phả lại có những làn sóng người. Đây là một bầu không khí lễ hội. Lễ hội của bóng đá, của thể thao. Thanh Nhã có thể thoát xuống. Hơi sâu. Dứt điểm ngay. Cú ra chân vừa rồi đưa bóng đi quá bổng. Ngân Thị Vạn Sự là người đã dứt điểm trong pha bóng này. Đội tuyển nữ Việt Nam đang rất tích cực tạo ra những tình huống phối hợp 1-2 ngay trong vòng cấm của đối thủ. Cú dứt điểm thứ hai kể từ đầu trận của Ngân Thị Vạn Sự. Hoàng Quỳnh. Nhiệm vụ chủ yếu của các cầu thủ Campuchia chỉ là phá bóng lên mà thôi. Lúc này thì đội hình của đội tuyển nữ Campuchia đang lùi về rất sâu. Hoàng Quỳnh. Chưa thể tìm được tiếng nói chung trong pha phối hợp vừa rồi. Một cơ hội thực sự. Bích Thùy. Đáng tiếc là cú dứt điểm của Bích Thùy lại đi không chính xác. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Đã có những sự chần chừ nhất định trong tình huống phối hợp và nhả bóng của các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Trước đó thì Hoàng Quỳnh cũng đã có một đường chuyền có điểm rơi rất tốt để cho đồng đội của mình băng lên bên phía cánh trái. Hải Linh. Chính những tình huống lên bóng như thế này của đội tuyển nữ Campuchia thì cự ly đội hình của họ sẽ bị kéo giãn. Vấn đề còn lại là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam có tận dụng được vào những khoảng trống đó hay không. Để mất bóng rất dễ dàng. Bích Thùy, phía bên trong là Hải Yến. Cơ hội dứt điểm. Pha xoay người dứt điểm không cần nhiều đà của Hải Yến. Ít nhiều thì chúng ta cũng phải dành những lời khen ngợi cho thủ môn của đội tuyển nữ Campuchia. Cầu thủ mang áo số 13 đã có 2 tình huống cản phá xuất sắc để cứu thua cho khung thành của đội tuyển nữ Campuchia. Hải Linh. Thanh Nhã. Tốc độ của Thanh Nhã.
rất nỗ lực. Không thể đi qua cầu thủ thứ 3. Người đã cắt bóng thành công là số 4 của đội tuyển Campuchia, Nosrainet. Bích Thùy. Hoàng Quỳnh. Thái Yết. Đó là cơ hội cho Nguyễn Thị Vạn. Nguyễn Thị Vạn là cầu thủ có cái chân trái rất khéo. Diễm My. Đây là Thu Thương. Với đội tuyển nữ Campuchia, họ nằm cùng bảng đấu với hai đội bóng đã giành quyền dự FIFA World Cup 2023. Thực sự là một bảng đấu khó với đội tuyển nữ Campuchia. Đây cũng sẽ là giải đấu để cho họ có những cảm nhận và có sự chuẩn bị cho SEA Games 32 khi là chủ nhà của Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Thu Thương. Là chủ nhà của một đại hội thể thao thì không chỉ chuẩn bị về công tác tổ chức, về cơ sở vật chất hay điều hành thi đấu mà còn rất quan trọng đó là chuẩn bị lực lượng tham gia. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã trao rất nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam trong những năm trở lại đây. Có những thời điểm là đội hình có sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ. Còn đây là trận đấu mà ông trao cho rất nhiều cầu thủ trẻ như Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Linh có cơ hội được ra sân thi đấu. Thu Thương cũng là một trung vệ còn trẻ về tuổi đời. Đứng trước quả đá phạt bây giờ là Bích Thùy. Đánh đầu. Hải Yến đã vung chân và chờ đợi trái bóng của mình. Hoàng Quỳnh phối hợp với Thanh Nhã. Vẫn đang là Bích Thùy. Và xử lý bình tĩnh vừa rồi là của Hải Linh. Với một cầu thủ trẻ và đang thi đấu ở vai trò thu hồi bóng thì chúng ta có thể thấy là Hải Linh rất tự tin và có những pha xử lý bình tĩnh. Vạn Sự. Tốc độ và kỹ thuật là phong cách thi đấu của Ngân Thị Vạn Sự. Đây là cầu thủ trẻ xuất sắc ở giải vô địch U19 quốc gia và kể từ đó đã có được vị trí cho mình trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội cũng như đội tuyển quốc gia. Hải Yến đã có thể giành trên dứt điểm nhưng vẫn chưa có bàn thắng cho đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, Hải Linh. Đã có cơ hội để đối mặt, nhưng chúng ta có thể thấy là thủ môn của đội tuyển Campuchia cũng đã thi đấu rất lăn xả, đầy dũng cảm trong pha cứu thua vừa rồi. Một pha va chạm rất mạnh, có sự có mặt của Hải Yến. Đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam lúc này đang bị đau. Tranh chấp bóng bổng. Chúng ta cùng xem lại cơ hội của Hải Yến. Đẩy một nhịp rất hay và dứt điểm chân trái. Hải Yến đã làm tốt nhất mọi khả năng của mình ở pha xử lý vừa rồi. Chỉ có thiếu một chút may mắn. Cùng với đó là một pha cứu thua rất dũng cảm của thủ môn bên phía đội tuyển Campuchia. Đó là Chen Sovet.
Hơn một nửa thời gian của hiệp đấu đầu tiên đã trôi qua. Tỷ số là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam với cú đánh đầu mở tỷ số của Nguyễn Thị Vạn ở phút thứ 6. Huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn nhắc rất nhiều với các cầu thủ trẻ của mình. Đó là Hải Linh, đó là Thanh Nhã. Trận đấu đang chuẩn bị được tiếp tục. Không có gì khó khăn để ngăn cản đường phất bóng vừa rồi của Seynet, cầu thủ mang áo số 4 của đội tuyển nữ Campuchia. Pha chọc khe tốt của Hoàng Quỳnh, cơ hội cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đưa bóng vào trong, không thể có cú đánh đầu. Có quá đông các cầu thủ áo đỏ trong vòng cấm và bóng đã không thể đến được với vị trí của một cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là Thanh Nhã. Đội hình của đội tuyển Campuchia đang lùi rất sâu bên phần sân nhà. Và những đường luân chuyển bóng theo chiều ngang đang là cách để đội tuyển nữ Việt Nam có thể kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương. Không chỉ chiều ngang mà những đường chuyền về cũng có thể sẽ lôi kéo và mở ra những khoảng trống cho đội tuyển nữ Việt Nam theo chiều dọc. Vừa rồi thì bóng đã không tìm tới vị trí của Nguyễn Thị Vạn, người đã mở tỷ số. Thu Thương, đường đưa bóng vào trong của trung vệ bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Đánh đầu, không vào. Đó là cú dứt điểm bằng đầu của Bích Thùy. Rất đáng tiếc, ít nhất 3 lần Bích Thùy được trao cơ hội với những cú dứt điểm nhưng cô vẫn chưa thể một lần thành công. Đường chuyền của Hoàng Kình có điểm rơi là rất chính xác. Bóng tìm tới vị trí của số 15 và một cú đánh đầu. Sự lung linh trên sân Cẩm Phả. Có thể nói là các cổ động viên đến với sân Cẩm Phả để theo dõi và cổ vũ các trận bóng đá nữ tại SEA Games 31 không chỉ là tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam mà còn mang hình ảnh sự hiếu khách của những người hâm mộ thể thao Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và với khu vực Đông Nam Á nữa. Vẫn là Yon Yon quá cô độc trong những tình huống lên bóng của đội tuyển Campuchia. Cũng dễ hiểu bởi khoảng cách vị trí giữa Yon Yon cùng với Húc Saudi và Ben Chavay là quá xa nhau. Đây là một cơ hội cho đội tuyển nữ Campuchia. Một mình Soan Vifa là không đủ trước sự truy cản và áp sát của hai trung vệ bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Hải Linh. Cách mà đội bóng áo trắng kiểm soát thế trận thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm.
Vấn đề còn lại là những pha phối hợp cuối cùng gần sát với khung thành của đội tuyển Campuchia và chất lượng những cú dứt điểm nữa thôi. Hoàng Quỳnh hơi sâu. Giá như trong pha bóng trước đó, Thanh Nhã đưa ra quyết định chuyền bóng sớm hơn cho Bích Thùy đang băng lên, thì cơ hội sẽ được mở ra với đội tuyển nữ Việt Nam. Jimmy. Nỗ lực qua người của Nguyễn Thị Vạn đã không thành công. Khá tốt. Lúc này thì đội tuyển nữ Việt Nam đang thi đấu với hai tiền vệ trung tâm là số 10 Hải Linh và số 6 Hoàng Quỳnh. Trong đó Hoàng Quỳnh là người thi đấu cao hơn. Thủ môn Chen Sovet cũng đã hoạt động khá tốt kể từ đầu trận, ngoại trừ bàn thua đầu tiên. Thì cô cũng đã có rất nhiều lần cản phá những cú dứt điểm của đội tuyển nữ Việt Nam. Cú đá phạt góc rất tốt. Bóng có độ cuộn. Lúc này thì Phương Thảo cũng sẵn sàng lên tham gia trong những tình huống cố định mà đội tuyển Việt Nam được hưởng đá phạt góc hay là những quả đá phạt. Trong những tình huống đó thì phần sân nhà chỉ còn Diễm My. Thu Thương là một cầu thủ cũng có khả năng đánh đầu tốt và cũng thường xuyên lên tham gia ở những pha phối hợp đá phạt góc. Thu Thương đã có tình huống kéo người nhưng trọng tài vẫn đang cho trận đấu diễn ra. Hải Linh nhịp đẩy bóng hơi dài. Nhưng sau đó Hải Linh đã lùi về để lấy bóng rất nhanh. Bóng tới vị trí của Văn Sự. Văn Sự cố gắng phối hợp với hai cầu thủ phía trong là Hải Yến và Nguyễn Thị Vạn. Kiểm soát rất tốt khu vực giữa sân. Bích Thùy cố gắng để tranh chấp và đem về một quả đá phạt góc nhưng không thành công. Chỉ có một quả ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Thu Thương. Nguyễn Thị Vạn. Phương Thảo. Phối hợp trung lộ tốt. Vẫn có những cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Campuchia theo sát với Hải Yến. Không thể rời mắt trước tiền đạo đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Chỉ một thoáng lơ là Hải Yến đã có cơ hội đối mặt với thủ môn của đội tuyển Campuchia.
Đó cũng là cơ hội tốt nhất kể từ đầu giải đấu với Phạm Hải Yến. Những cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam cũng đã sẵn sàng để có được cơ hội ra sân thì sẽ thi đấu tốt. Nhịp độ của trận đấu trong ít phút đã qua không còn dồn dập và nhanh như trước. Có thể đội tuyển Việt Nam sẽ có cách tiếp cận khác với khung thành của đối phương. Ít phút đã qua thì chúng ta thấy bên cạnh những pha phối hợp ở biên thì cũng đã có nhiều hơn những tình huống phối hợp trung lộ với tầm bóng ngắn. Phương Thảo, Vạn Sự. Vạn Sự rất nhanh và khéo. Hoàng Quỳnh, rất tiếc là pha khống chế của Hoàng Quỳnh không thành công. Khả năng giữ thăng bằng của Vạn Sự cũng là rất tốt, thì cô đã vượt qua được rất nhiều những cầu thủ bên phía đội tuyển Campuchia. Hải Linh, Bích Thùy, Thu Thương cũng đã lên rất cao. Hải Linh, đường chuyền ra là hơi nhẹ. Đây là một cơ hội. Hải Yến, Thanh Nhã vẫn rất kiên trì với quyết định đi bóng của mình. Phạm Lỗi, sự lắt léo trong những pha đi bóng của Thanh Nhã đã khiến cho cầu thủ mặc áo số 3 In Seynet của Campuchia phải có tình huống truy cản trái phép. Trong những tình huống 1 đối 1 thì với tốc độ và sự khéo léo thì các cầu thủ nữ Việt Nam chúng ta vẫn thường vượt qua đối phương. Nhưng ở tình huống phối hợp cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn muốn các học trò cần phải phối hợp chính xác hơn nữa. Vẫn có những nhịp khống chế hoặc những đường truyền chưa thực sự tạo ra cơ hội ghi bàn rõ ràng. Để sẵn sàng cho những trận đấu quan trọng ở phía trước là bán kết hay là chung kết thì những cơ hội được tạo ra cần phải được cụ thể hóa thành bàn thắng với một hiệu suất cao hơn. Đường truyền của Vạn Sự. Bích Thùy luôn là người sẵn sàng cho những pha khống chế ở tuyến 2 và dứt điểm. Bích Thùy ngày hôm nay không đá bám biên như thường lệ nữa mà cô đá vào khu vực giữa sân rất nhiều. Hoàng Quỳnh, Vạn Sự, những pha phối hợp tương đối lung túng của các cầu thủ Campuchia. Một tư thế rất chống trải, dứt điểm vẫn chưa vào. Hải Yến đã khống chế và dứt điểm rất căng. Mọi thứ đều gọn gẽ với một tiền đạo đá cắm. Đường truyền rất chính xác của Bích Thùy cho Hải Yến. Chúng ta cùng xem lại nhịp khống chế này. Một nhịp khống chế đủ để qua trung vệ đối phương và dứt điểm. Một lần nữa thì thủ môn Chen Sovet lại chiến thắng trong pha dứt điểm của Hải Yến. Diễm My, pha chạm bóng hiếm hoi kể từ đầu trận của Khổng Thị Hằng. Phương Thảo, Hoàng Quỳnh,
Hoàng Quỳnh đang di chuyển bên phía cánh trái, đưa bóng vào trong. Bóng chưa tới được vị trí của Hải Yến. Phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Một pha ngoặt bóng và tạt bóng vào phía trong bằng chân phải của Hoàng Quỳnh. Đó cũng là tình huống mà thủ môn Chen Sovet của Campuchia đã không phán đoán được điểm rơi một cách chính xác nhất. May mắn vẫn chưa đứng về phía đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Rất nhiều những cơ hội đã được tạo ra. Tiếc rằng số 12 chưa thể một lần tận dụng thành công. Sẽ tiếp tục có một quả đá phạt góc nữa dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đã có sự thay đổi trong cách thức triển khai đá phạt góc. Thật khó để đòi hỏi một trung vệ như Lương Thị Thu Thương có một đường tạt bóng chính xác hơn. Xét ở chất lượng những đường chuyền vượt tuyến và tạo ra cơ hội cho đồng đội thì Trương Thị Kiều là trung vệ làm rất tốt. Trương Thị Kiều là mẫu trung vệ thường xuyên có những đường phát động tấn công bằng bóng bổng. Rất nỗ lực. Làm gì đây? Đưa bóng vào trong. Bóng đã trôi qua 3 cầu thủ. Vẫn phối hợp bật tường 1-2. Hoàng Quỳnh, Thanh Nhã. Thanh Nhã đẩy bóng ra chân phải để dứt điểm. Đó là tình huống mà Thanh Nhã bất ngờ có mặt ở khu vực trung lộ thay vì bám cánh phải như vị trí thi đấu của cô. Về cuối hiệp đấu thứ nhất thì chúng ta thấy là cách tiếp cận khung thành đối phương mà đội tuyển Việt Nam đã sử dụng đã khác so với đầu trận. Ở đầu trận là những tình huống lên bóng rất nhiều bên hai cánh. Nhưng vừa rồi là liên tiếp những pha phối hợp bật tường ở khu vực giữa sân và tấn công trung lộ. Hải Linh, Phương Thảo, Vạn Sự. Vạn Sự là một trong những cầu thủ di chuyển và hoạt động rất tích cực kể từ đầu trận. Điều đó giúp cho cánh trái của đội tuyển Việt Nam đang lên bóng một cách rất đều đặn. Cùng với đó là những pha di chuyển của Hoàng Quỳnh để gần tới vị trí của Ngân Thị Vạn Sự. Đã cướp được bóng, Nguyễn Thị Vạn. Hải Yến đón bóng rất hay, có thể dứt điểm. Vẫn chưa vào. Cú dứt điểm thứ 3 kể từ đầu trận của Hải Yến. Các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Campuchia đã hỗ trợ rất kịp thời cho thủ môn Chen Sovet. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Những tình huống đỡ bóng rất gọn gàng của Hải Yến. Hải Yến đã chiến thắng được thủ môn bên phía đội tuyển Campuchia. Thế nhưng cuối cùng... Tiền đạo mặc áo số 12 thực sự là chưa có duyên với bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên này. Nguyễn Thị Vạn là người đã thoát xuống và tạo điều kiện cho Hải Yến tiếp tục có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương. Đây vẫn là một pha bóng có sự có mặt của số 18 Nguyễn Thị Vạn. Sự cơ động của cầu thủ này đang thực sự mang tới những cơ hội rõ rệt với đội tuyển nữ Việt Nam. Bóng không thể tìm tới vị trí của Thanh Nhã. Vạn Sự. Qua người quá hay. Cơ hội. Tiếp tục qua người. Hải Yến đã rất muốn ghi bàn, rất muốn lập công cho đội tuyển Việt Nam rồi, trong cách mà cô liên tiếp qua người nhưng không rảnh chân để dứt điểm.
vượt qua rất nhiều những cầu thủ áo đỏ. Tiếc rằng khi có cơ hội dứt điểm thì Hải Yến đã không còn đà cũng như là tư thế tốt nhất cho tình huống ra chân của mình. Và cùng với đó là thêm một cầu thủ Campuchia nữa lui về để hỗ trợ cho các đồng đội phòng ngự. Hải Yến qua 3 cầu thủ áo đỏ liên tiếp. Đây là pha bóng mà đội tuyển nữ Việt Nam cần phải cảnh giác. Thanh Nhã rất nhanh. Một tình huống mà đội tuyển nữ Việt Nam đang triển khai bóng bên phần sân nhà thì Thanh Nhã lại bất ngờ để mất bóng một cách rất nguy hiểm. Và tới lúc này thì trọng tài cũng đã thổi hồi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên. Kết thúc hiệp 1 thì Nguyễn Thị Vạn là người đã mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam và đây cũng là bàn thắng duy nhất cho tới thời điểm hiện tại. Đội tuyển nữ Việt Nam đang có lợi thế dẫn trước với tỷ số 1-0. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng đến với buổi bình luận giữa trận đấu giữa đội tuyển Campuchia và đội tuyển nữ Việt Nam. Hình ảnh rất cuồng nhiệt cũng được các cổ động viên Việt Nam tạo ra. Và trước màn hình của Đài Truyền Việt Nam, tôi tin rằng quý vị khán giả cũng đang bằng những cách khác nhau cố gắng tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện Park Hang-seo trong một sự khởi đầu được dự báo là đầy khó khăn như hôm nay. Và bây giờ là thời điểm mà không khí tại sân Việt Trì trở nên tưng bừng nhất khi hai đội bước ra sân. Ngày hôm qua khi mà cầu thủ U23 Indonesia đến sân tập Tam Nông ở Phú Thọ thì tất cả cũng được các em thiếu nhi chào đón và tạo nên sự bất ngờ cho các thành viên của U23 Indonesia. Và đây là những sứ giả của SEA Games, những cổ động viên Việt Nam mang hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đến với rất nhiều những quốc gia tại khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Lewando đường chuyền hỏng. Rất tốt. Hoàng Đức. Cú sút. Trong một khoảng không gian như vậy mà Hoàng Đức vẫn tìm ra được khoảng trống để thực hiện cú ra chân thì đó thực sự là một phẩm chất tuyệt vời của quả bóng vàng Việt Nam 2021. Thực tế thì Hoàng Đức đã sẵn sàng cho một tình huống mở bóng sang bên phía cánh trái nhưng không có những đồng đội của mình sẵn sàng tham gia. Đây là một tình huống xoay sở làm chúng ta nhớ lại bàn thắng của Hoàng Đức vào lưới của đội tuyển Malaysia. Rất hay. Chúng ta vừa thấy tình huống ngăn cản của Phan Tuấn Tài. Và Hoàng Đức rất nỗ lực để thực hiện đường chuyền lên. Lý Công Hoàng Anh. Đột phá. Rất đi. Quá hay trong pha xử lý vừa rồi của Lý Công Hoàng Anh khi anh đã làm tất cả những gì là khó nhất để đưa bóng vào trong dành cho Văn Tùng. Rất đáng tiếc cho Văn Tùng trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng theo dõi lại tốc độ, kỹ thuật, sự quyết đoán của Lý Công Hoàng Anh. Nhưng chính vì bóng chạm vào chân của cầu thủ báo số 19 Fatruddin khiến cho Tùng bị giật mình. Tất cả đã đứng cả dậy để chờ đợi một tình huống ăn mừng bàn thắng mãn nhãn mà Lý Công Hoàng Anh và Văn Tùng có thể tạo ra. Lê Văn Xuân. Chính xác. Tiến Linh. Có nhiều hơn những cầu thủ áo đỏ. Và đó là một cú đất hỏng. Trên sân vận động Việt Trì thì Bùi Hoàng Việt Anh đã từng ghi bàn, cho dù đó chỉ là trong một trận giao hữu. Chính xác. Tiến Linh. Một pha lấy bóng ở trung dọc của U23 Việt Nam. Sút xa. Vào. Không vào. Vẫn còn. Lỗi cao chân của Văn Tùng. Tưởng như Tiến Linh đã có thể làm nên chuyện với một tình huống dứt điểm bất ngờ. Đó là cú đá bằng chân trái của tiền đạo mang áo số 9 bên phía U23 Việt Nam. Thay vì chiếc áo số 22 quen thuộc thì tại giải đấu lần này Tiến Linh sẽ mang áo số 9. Bóng lại chạm vào chân một cầu thủ Indonesia đi đổi hướng và tưởng như đã có thể khuất phục được thủ thành của đối phương. Một tình huống ham bóng của Văn Tùng. Trước đó thì quỹ đạo của trái bóng cũng không được. Mark Lock đá phạt góc cho U23 Indonesia. Nguy hiểm. Thế một lần nữa thì khó khăn lại đến với khung thành của U23 Việt Nam. Nhưng Phan Tuấn Tài đã tỏa sáng ở trong pha bóng vừa rồi.
Bây giờ mới là quả đá phạt góc thứ hai của U23 Indonesia. Phan Tuấn Tài đã đánh đầu trong tư thế gần như là đang ngã xuống, nhưng đó là một pha đường chân của Hùng Dũng. Cánh trái vẫn là hướng tấn công đầy khí thế và dầu năng lượng của đội tuyển U23 Việt Nam. Văn Xuân. Một tình huống mà Lý Công Hoàng Anh là cầu thủ đã tạo ra màn đột phá giàu kịch tính và bất ngờ. Quá hay. Sự xuất hiện bên phía cánh trái của cầu thủ áo số 10 cho đến lúc này là một nét chấm phá của trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống đi bóng như một nghệ sĩ ba lê vậy. Rất đẹp mắt của Lý Công Hoàng Anh. Trong một góc máy, đội trưởng của U23 Indonesia là một người chơi rất rắn của Indonesia. Vẫn chưa có bàn thắng cho chúng ta sau tình huống có thể nói là sở trường của Tiến Linh. Những phút cuối hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2 thì Tiến Linh là cầu thủ nổi bật nhất của U23 Việt Nam trong việc đe dọa khung thành của Muhammad Adisatrio. Đường tạt bóng từ bên phía cánh phải của Lê Văn Xuân. Một sự hoán đổi vị trí của hai cầu thủ đá biên. Lê Văn Xuân đã sang bên phía cánh phải. Đường truyền sang bên phía cánh trái có lẽ là Lê Văn Đô. Vẫn là Lê Văn Đô. Xử lý của Lê Văn Đô, thầy Bắc hoán đổi vị trí và nó mang lại hiệu quả với những pha xử lý làm cho đối phương bất ngờ của Lê Văn Đô. Nhâm Mạnh Dũng di chuyển, anh nỗ lực đưa bóng vào trong và hãy xem khoảnh khắc quyết định của trận đấu cho đến lúc này với pha chạm bóng của một tiền đạo sinh ra là để chọn vị trí để chấp thời cơ như Tiến Linh. Đó quả thực là một góc máy đáng nhớ tại SEA Games 31. Lê Văn Đô khác Lê Văn Xuân, anh không đi bóng bám biên đến sát đáy biên mà thực hiện một cú đi bóng vào trong, và đó quả thực là một tình huống làm ngỡ ngàng hệ thống phòng ngự của đội tuyển Indonesia. Và đây là thành quả cho những toan tính cực kỳ hợp lý và chính xác. Khi cần Tiến Linh. Nhâm Mạnh Dũng. Hồng Dũng. Hồng Dũng. Tiến Linh ghi bàn và bây giờ Hùng Dũng là người tỏa sáng. Những kỷ niệm ngọt ngào tại Philippines đang ùa về khi mà những cái tên quen thuộc trong hành trình chiến thắng năm nào tiếp tục tỏa sáng ở trận đấu ngày hôm nay với U23 Indonesia. Chúng ta mãi nhớ và không bao giờ quên được đôi cánh dang rộng của Hùng Dũng sau khi anh nâng tỷ số lên thành 2-0 trong trận chung kết ở Manila, Philippines. Và vừa rồi Hùng Dũng lại tái hiện khoảnh khắc ăn mừng đó với một đôi cánh dang rộng. Có Hùng Dũng, có Tiến Linh, chúng ta đã có đôi cánh để lúc này đang thực sự bay lên trên cao so với Indonesia. 3 năm trước thì Hùng Dũng là một đội trưởng trẻ tuổi. Bây giờ thì anh đã tiếp tục là người được tin tưởng giao phó chiếc băng đội trưởng của U23 Việt Nam. Và anh đã tiếp tục tỏa sáng như cái cách mà mọi người đã chờ đợi rất nhiều ở tiền vệ này trong một pha ăn mừng có thể nói là đây nét thanh xuân và đẹp mắt. Quá đẹp. Nếu như bàn thắng đầu tiên là một tình huống đánh biên thì vừa rồi là một cú đấm vỗ. Chọc khe. Hợp lý rồi. Lê Văn Đô. Lê Văn Đô. Dứt điểm. Không vào.
Giải pháp mang tên Lê Văn Đô ở bên phía cánh trái là một trong những sự điều chỉnh mang tính chất quyết định cho đến lúc này của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tốc độ như xé gió ở bên phía hành lang cánh trái và sự tự tin trong những nhịp bóng quyết định giúp cho số 7 của U23 Việt Nam cũng là một trong những điểm nhấn của cuộc so tài ngày hôm nay. Đó là sự bí ẩn bên phía cánh trái mà các cầu thủ hậu vệ Indonesia chưa thể tìm ra lời giải. Có thể bàn thắng sẽ lại nối tiếp bàn thắng chăng? Quả đá phạt của Hoàng Đức. Đấy đâu! Thêm một cú đá nữa. Thật khó tin là trong tình huống vừa rồi bóng không đi vào lưới. Đội tuyển Việt Nam đang thực sự là chơi bóng. Với những điều chuẩn đã được giải tỏa sau các bàn thắng liên tiếp thì bây giờ cơ hội đang đến mỗi lúc một nhiều hơn và dày hơn. Cú đánh đầu của Hùng Dũng. Thiếu một chút may mắn nữa để Tiến Linh có cú đúp ngày hôm nay. Indonesia bị rơi vào một thế chơi bị động. Những câu máy... mới có bàn ở trên sân thì Hồ Thanh Minh, cầu thủ người dân tộc Tàu ơi, đã có cơ hội để ghi bàn. Tình huống diễn ra nhanh như một đánh chớp vậy. Bóng bật vào cột dọc. Đánh đầu chính là điểm nhấn tạo ra hình ảnh của Hồ Thanh Minh trong đá vị trí hậu vệ phải và cũng chơi rất tốt. Nhưng Mạnh Dũng. Văn Xuân. Thật là tiếc khi không thể có được bàn thắng trong tình huống tỏa sáng vừa rồi của Lê Văn Xuân. Vâng, đúng là chúng tôi có thể không may vì xà ngang, vì cột dọc. Nhưng rồi những gì xứng đáng nhất vẫn xứng đáng dành cho U23 Việt Nam. Một nụ cười hết cỡ của Lê Văn Đô. Bàn thắng như thể từ dưới đất chui lên vậy. Bàn thắng đến từ bất kỳ ai, bất kỳ từ đâu. Và thực tế thì bóng đá vẫn có sự công bằng của nó. Chúng ta thiếu đi may mắn với cú đánh đầu của Hồ Thanh Minh, thiếu đi may mắn với cú dứt điểm chân trái quen thuộc của Lê Văn Xuân. Nhưng chúng ta vẫn xứng đáng có bàn thắng thứ ba này, dù nó diễn ra theo cách nào đi chăng nữa. Và hãy cùng theo dõi lại một tình huống có thể nói là hy hữu. Khi lưới rung lên thì chúng ta mới hiểu là điều gì vừa mới xảy ra. Đó là cái cách mà bóng đã đi vào lưới khung thành của U23 Indonesia. Còn ở hiệp 2 này thì cả Lê Văn Đô lẫn Lê Văn Xuân đều gây ra bất ngờ đối với đối phương bằng những tình huống đột phá. Những đột phá xộc vào trung tâm hàng phòng ngự của U23 Indonesia. Không còn một chỗ trống. Nhưng mà tình yêu người mộ dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam là rất lớn. Hoàng Đức, Tiến Linh, Huy Hoàng, Việt Anh. Thì đã rất quen thuộc với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đá đại kỳ này đã từng xuất hiện trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình khi thầy trò Luyện Park Hang-seo thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài chính là ông Feras Tawi, người Syria. Đây là đội hình ra sân của cầu thủ U23 Philippines ở trận đấu ngày hôm nay giữa U23 Myanmar và U23 Timor Leste cũng đã kết thúc với chiến thắng rất kịch tính 3-2 dành cho cầu thủ Myanmar. Như vậy là trận đấu giữa U23 Việt Nam và Philippines đã được bắt đầu. Những tình huống dứt điểm trúng cột dọc của Tiến Linh rất nguy hiểm. Quan vừa rồi thực sự là một lời cảnh báo đối với hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Hậu vệ cánh Mendoza đã có một đường truyền về phía sau lưng hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Lê Văn Đô.
Xin kính mời quý vị khán giả cùng tiếp tục đến với hiệp 2 trận đấu trong khuôn khổ bảng A của môn bóng đá nữ tại SEA Games 31. Buổi tường thuật trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển nữ Campuchia. Đội tuyển nữ Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Chúng ta có những sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 4 Trần Thị Thu vào sân. Cầu thủ mang áo số 15 Nguyễn Thị Bích Thùy rời sân. Cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Thị Tuyết Dung vào sân. Như vậy là trong những phút đầu tiên của hiệp 2 thì huấn luyện viên Mạc Đức Chung đã đưa ra những sự thay đổi người. Trần Thị Thu sẽ được vào sân để thay cho Lương Thị Thu Thương. Cùng với đó thì Tuyết Dung cũng sẽ có mặt để tăng cường khả năng tấn công cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chính xác là chúng ta sẽ có sự thay đổi trong cách tấn công. Trần Thị Thu vào sân để thay cho Thu Thương, đó là vị trí ở hàng phòng ngự, còn Tuyết Dung thay Bích Thùy ở vị trí trên hàng tấn công. Sự xuất hiện của Bích Thùy ở khu vực giữa sân đã ít nhiều tạo ra những bất ngờ cho hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Campuchia. Nhưng những pha phối hợp hay những cú sút điểm của Bích Thùy trong trận đấu này chưa có duyên với bàn thắng. Bây giờ ba cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Việt Nam sẽ là Diễm My, Trần Thị Thu và Phương Thảo. Hai cánh của đội tuyển Việt Nam trận đấu này có nhiều cơ hội lên tham gia tấn công. Hoàng Quỳnh, pha chống biên tốt. Cú dứt điểm vẫn quá nhẹ. Đó là pha dứt điểm của Thanh Nhã. Thanh Nhã có ý định dứt điểm về góc xa nhưng chưa thành công. Thủ môn Chen Sovet cũng đã phải mất tới 2 nhịp mới có thể bắt gọn được trái bóng. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Bóng đã đi cắt ngang khung thành của đội tuyển Campuchia. Hải Yến đã không thể đón được bóng và Thanh Nhã sau đó đã là người thực hiện tình huống dứt điểm cuối cùng. Hoàng Quỳnh, Tuyết Dung, bóng vừa đập trúng người Hải Linh. Và xử lý rất khéo léo của Tuyết Dung, cơ hội cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đưa bóng vào trong, không được. Bóng đã chạm người cầu thủ Nho Seynet của đội tuyển Campuchia. Diễm My. Tình huống thoát xuống khá hay của Phương Thảo. Hoàng Quỳnh tiếp tục đi bóng thêm một nhịp nữa, rất bình tĩnh. Vẫn còn rất đông các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển nữ Campuchia đứng trước khung thành của thủ môn Chen Sovet. Nó giống như một bức tường phòng ngự màu đỏ vậy, chắn ngay phía trước khung thành của thủ môn. Cho dù Hoàng Quỳnh đã rất bình tĩnh xử lý đi qua thêm một cầu thủ nữa trước khi dứt điểm. Qua cầu thủ này thì lại có cầu thủ khác. Tuyết Dung, Hải Linh. Hải Linh thi đấu khá chững chạc ở khu vực giữa sân. Cách mà cầu thủ này thi đấu ở khu vực giữa sân thu hồi bóng và từ đó luân chuyển trái bóng lên phía trên được thực hiện một cách tương đối gọn gàng, không có những động tác thừa và tránh bị mất bóng ở khu vực giữa sân. Với một cầu thủ trẻ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đó là những điểm cộng của Hải Linh kể từ đầu trận. Cùng thời điểm này trong hiệp đấu thứ nhất, chúng ta đã có bàn mở tỷ số của Nguyễn Thị Vạn. Sức ép tấn công vẫn đang được đội tuyển Việt Nam tạo ra. Vạn Sự, Hoàng Quỳnh đã di chuyển. Tạt bóng rất dẻo, đánh đầu. Mất 2 nhịp khống chế với thủ môn Sovet. Cú đánh đầu của Hải Yến. Rất nhiều lần trong hiệp đấu đầu tiên thì Hải Yến đã được trao cơ hội
Nhưng may mắn vẫn chưa đứng về đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu này. Đó vẫn là một tình huống dứt điểm quá hiền của Hải Yến. Hải Yến đang rất khát khao có được cho mình một bàn thắng tại SEA Games 31. Tiếp tục là một cơ hội nữa. Lần này thì tình huống đẩy bóng của Vạn Sự là hơi dài. Phạm lỗi. Cần phải nhớ rằng đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đặt ra 3 mục tiêu. Một là không để có thêm những chấn thương. Hai là tránh những thẻ phạt. Và ba là có 3 điểm. Hoàn thành được 3 mục tiêu này thì tỷ số có là bao nhiêu cũng không quá quan trọng. Tất nhiên là người hâm mộ thì luôn mong chờ đội tuyển sẽ thi đấu một cách đầy khí thế, có được kết quả tốt và tạo ra một bữa tiệc bóng đá trên sân Cẩm Phả. Rõ ràng hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn rất dài. Và quan trọng là chúng ta có được 3 điểm. Sự thể hiện của các cầu thủ có lẽ là quan trọng hơn là tỷ số trước một đối thủ yếu như là Campuchia. Bóng được trao về cột xa. Đó là bài sở trường và hướng tới vị trí của Hải Yến. Tuyết Dung. Các cầu thủ đội tuyển nữ Campuchia chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự. Trong đội hình của đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ với khả năng đi bóng lắt léo để có thể xuyên phá được hàng phòng ngự này. Đó có thể là Nguyễn Thị Vạn, là Tuyết Dung hay Vạn Sự. Điểm tuyến 2. Thanh Nhã đang thi đấu bó vào phía trong nhiều hơn thay vì đá bám bên phải như trong hiệp 1. Và cầu thủ này đã có 2 cú dứt điểm trong hiệp 2. Việc Thanh Nhã bó vào phía trong cũng giúp cho quân số trong những đường tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam nhiều hơn. Và cũng giúp cho những đường triển khai bóng sệt tầm thấp, những tình huống bật tường 1-2 của đội tuyển nữ Việt Nam có thêm những sự lựa chọn. Thanh Nhã. Tuyết Dung là cầu thủ đá lệch cánh. Thường xuyên có những sự hoán đổi vị trí giữa Thanh Nhã và Tuyết Dung. Nguyễn Thị Vạn. Quá sâu với đà di chuyển của Vạn Sự. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ chờ đợi đối thủ của mình ở vòng bán kết. Tốc độ rất tốt của Thanh Nhã để tránh một tình huống ném biên dành cho đối thủ. Lỗi ném biên. Sân Cẩm Phả lại bắt đầu những làn sóng người. Không khí rất sôi nổi. Vạn Sự. Vạn Sự thường thắng trong những pha đối mặt với hậu vệ đối phương. Thanh Nhã.
một số lượng dày đặc các cầu thủ Campuchia bên phần sân nhà. Dứt điểm ngay. Bóng vẫn chưa đi trúng khung thành của thủ môn Chen Sovet. Pha dứt điểm của Nguyễn Thị Vạn, cầu thủ đã mở tỷ số của trận đấu này. Dứt điểm tuyến hai cũng là một cách để có thể tiếp cận với khung thành đối phương. Các chân sút của đội tuyển Việt Nam cần phải chỉnh lại thước ngắm của mình. Một điều rất quan trọng khi chúng ta bước vào những trận đấu ở vòng bán kết. Một đường chọc hay hay dành cho Hải Yến, tốc độ của số 12 đang ngã trong vòng cấm. Và trọng tài cũng đã chỉ tay vào chấm 11m. Và phối hợp giữa Nguyễn Thị Vạn và Hải Yến, chúng ta cùng xem lại tình huống này. Hải Yến đã vượt qua thủ môn đối phương. Quả penalty là hợp lý cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ cơ hội được trao cho Hải Yến trên chấm 11m đối mặt với thủ môn Chen Sovet. Các khán giả đang rất chờ đợi cơ hội được lần thứ hai ăn mừng bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Hải Yến cũng rất cần một bàn thắng để cởi bỏ những áp lực tâm lý với tiền đạo cắm của đội tuyển Việt Nam. Chính xác về góc xa. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Và cuối cùng thì Hải Yến cũng đã có được bàn thắng đầu tiên cho mình tại SEA Games 31. Một màn ăn mừng đến ở phút thứ 58 cùng một màn ăn mừng cảm xúc của Hải Yến. Hải Yến chính là người đã mang về quả đá penalty cho đội tuyển nữ Việt Nam trước khi tự mình thực hiện thành công. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha dứt điểm rất chính xác này của Hải Yến. Thủ môn của đội tuyển Campuchia đã đoán được hướng bóng nhưng đã không thể làm gì khi mà cú dứt điểm của Hải Yến là tương đối khó. Và đưa bóng chính xác và kỹ thuật về góc xa, ngoài tầm với của thủ môn Chen Sovet. Chúng ta sẽ còn trông chờ những cái tên khác của đội tuyển Việt Nam có được bàn thắng để từ đó mở ra một tâm lý thoải mái và những đôi chân sẽ trở nên thanh thoát hơn. Chúng ta rất cần điều đó từ Hải Yến và Huỳnh Như. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chia sẻ về không khí bóng đá tại sân Cẩm Phả và sự cổ vũ của khán giả dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là từ khí thế, một khí thế quá tuyệt vời. Chắc chắn là như vậy. Không chỉ có các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam mà các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam cũng luôn có được rất đông các cổ động viên tới theo dõi. Và các môn thể thao khác tại SEA Games 31 cũng vậy. Trong trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia thì nhà thi đấu Đại Yên cũng không còn một chỗ trống, vượt sức chứa của sân bóng này để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Thái Thanh Tùng có chiến thắng với tỷ số 3-1. Ở các nhà thi đấu của các môn thể thao, chúng ta đều có thể cảm nhận được tình cảm và sự tự hào của khán giả khi góp phần tạo ra một bầu không khí SEA Games hết sức sôi động thời điểm này. Và đúng với tinh thần của SEA Games 31 vì một Đông Nam Á mạnh mẽ, không chỉ là những cuộc thi đấu về thể thao mà còn là sự gắn kết và tình hữu nghị. Các cổ động viên của Việt Nam có thể nói là đã cổ vũ hết sức fair play cho các đoàn thể thao. Và hình ảnh của những khán đài chật cứng khán giả cũng là một cách để Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế chúng ta là một điểm đến rất an toàn trong bối cảnh dịch bệnh như thế này. Rất nhiều những biện pháp phòng chống dịch đã được đưa ra và đã rất hiệu quả trong thời gian vừa rồi để bây giờ Việt Nam có thể đăng cai một kỳ SEA Games. Có thể nói là thành công cho tới hiện tại. Và thoát đi của Tuyết Dung.
Có thể thấy phía trước của Tuyết Dung vẫn còn rất nhiều những bóng áo đỏ. Trần Thị Thu. Hải Yến. Vậy thì Hải Yến đang có mặt nhiều hơn bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. Hoàng Quỳnh. Cả 11 cầu thủ tham gia nhiệm vụ phòng ngự. Lúc này thì cả Yon Yeon và tiền đạo Ben Chavi cũng đã lùi về hỗ trợ phòng ngự. Cơ hội là vẫn còn. Thanh Nhã. Đó có vẻ như là một pha bóng mà Thanh Nhã hơi ham dê dắt. Nếu như quyết định tạt bóng vào trong đưa ra sớm hơn thì cơ hội cũng sẽ đáng kể hơn với đội tuyển nữ Việt Nam. Một đường chuyền bóng sang cánh trái hơi thiếu cảm giác. Nguyễn Thị Vạn. Đây là Vạn Sư. Hải Linh. Hải Linh là cầu thủ có thể thực hiện tốt những đường chuyền bằng cả hai chân. Hải Yến. Hoàng Quỳnh. Hoàng Quỳnh đang di chuyển rất rộng. Quả treo bóng sâu, bóng vừa trúng xà ngang khung thành của thủ môn Chen Sovet. Pha xử lý của Thanh Nhã. Một tình huống khá may mắn với đội tuyển Campuchia. Đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Thị Vạn đã rất chủ động trong tình huống cắt bóng. Và đây là pha xử lý đưa bóng chạm xa ngang của Thanh Nhã. Tiếc là Trần Thị Thu có mặt ở phía trong đã không thể khống chế được tình huống bóng 2. Sẽ là một cơ hội nữa dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đang đứng trước bóng là Tuyết Dung. Và bây giờ thì Huỳnh Như sẽ được sử dụng. Hải Yến đã có cho mình bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 31. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi điều đó từ Huỳnh Như. Huỳnh Như vào sân và sẽ thay Hải Yến mang tấm băng đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển Campuchia cũng có sự thay đổi người. Tiền vệ chuẩn bị bước vào sân là Suk Lee. Và người rời sân là tiền vệ Thi Sam Nang. Replaced by player number 7, Suk Lee. Cầu thủ đội tuyển Campuchia có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 8, Thi Sam Nang rời sân. Cầu thủ mang áo số 7, Suk Lee vào sân. Đứng trước quả đá phạt là Tuyết Dung. Ý đồ đá thẳng của Tuyết Dung, bàn thắng rất đẹp. Bóng được treo vào góc điểm nối giữa cột dọc và xa ngang khung thành của đội tuyển nữ Campuchia. Đúng là khi có chuyên gia đá phạt vào sân thì những cơ hội đến từ những tình huống cố định với đội tuyển Việt Nam sẽ được mở ra và khả năng ghi bàn là lớn hơn rất nhiều. Tuyết Dung làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Ngay lập tức mang tới những bầu không khí rất sôi động trên các khán đài. Tuyết Dung với sở trường của mình là những quả đá phạt đã mang về bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Hãy cùng xem lại tình huống này, một pha xử lý bằng chân phải của Tuyết Dung. Bóng đi liệu, thực sự rất khó, ngay cả với các thủ môn có kinh nghiệm. Quỹ đạo đi của trái bóng là rất khó chịu, không mạnh, nhưng rất nguy hiểm.
Vạn Sự. Trong vòng ít phút chúng ta đã có được 2 bàn thắng để nâng tỷ số lên 3-0. Kuntia trận đấu này thường xuyên bị Vạn Sự vượt qua trong những lần đối đầu. Ở những tình huống 1-1 như vậy thì sự lắt léo và tốc độ của Vạn Sự thường xuyên chiến thắng được cầu thủ đối phương. Hoàng Quỳnh đang có nhiều tình huống xâm nhập vòng cấm đối phương. Phương Thảo, một cầu thủ phòng ngự cũng đã rất tích cực lên tham gia tấn công. Xúc Ly là cầu thủ mới vào sân thay người và còn rất khỏe. Ban Che Bay và phối hợp với Húc Sao Đi, trong khi Yon Yeon vẫn rất cô độc trên hàng tấn công. Trần Thị Thu, Tuyết Dung, Hoàng Quỳnh, Huỳnh Như. Trần Thị Thu. Đường chuyền của Nguyễn Thị Vạn đã đi sửa lưng so với pha băng lên của Ngân Thị Vạn Sự. Đó là một đường chọc khe có ý đồ tốt của Nguyễn Thị Vạn. Chúng ta vẫn còn nhớ chính Nguyễn Thị Vạn là người đã chọc khe để Hải Yến thoát xuống và từ đó bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Đội tuyển Việt Nam đã được hưởng phạt đền từ tình huống đó và Hải Yến nâng tỷ số lên 2-0 với quả penalty thành công ở phút 58. Đá phạt lên cho đội tuyển Campuchia. Người vừa phạm lỗi là Trần Thị Thu. Cũng không cần phải quá quyết liệt bởi chúng ta có một thế trận hoàn toàn vượt trội và cũng đang có được lợi thế dẫn bàn sâu. Một trong những mục tiêu đề ra mà huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn các học trò thực hiện ở trận đấu này đó là giành chiến thắng mà không để bị chấn thương và tránh những thẻ phạt. Tốc độ rất tốt của Nguyễn Thị Vạn nhưng không thể qua cầu thủ thứ hai. Quyết định phá bóng an toàn của cầu thủ mang áo số 20 Hea Reylas. Và xử lý đầy ngẫu hứng của Hoàng Quỳnh với một pha đánh gót. Chỉ khi tâm lý thi đấu thoải mái thì mới có những pha xử lý ngẫu hứng như vậy. Thanh Nhã, đưa bóng vào tầm thấp. Cơ hội cho Nguyễn Thị Vạn. Trận đấu này cũng là một trong những cơ hội để cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam có thể rèn kỹ những bài phối hợp và cả những cú dứt điểm của mình nữa. Đường chuyền hơi mạnh. Cú bóng thành công, Vạn Sự. Ngay
Ngay cả khi đã phải nhận tới 3 bàn thua thì trận đấu này thủ môn Chen Sovet cũng thể hiện mình hoàn toàn có khả năng giành vị trí chính thức của đội tuyển nữ Campuchia. Với tình huống ra vào hợp lý. Quyết định bắt bóng cũng rất dũng cảm của thủ môn bên phía đội tuyển Campuchia. Đúng là như vậy, vừa rồi là một tình huống dũng cảm. Băng lên trong pha đối mặt với cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, Ngân Thị Vạn Sự. Bàn thua thứ 3 mà thủ môn Che Sovet phải nhận thực tế cũng khó trách được thủ môn của đội tuyển nữ Campuchia, bởi pha đá phạt của Tuyết Dung thực sự là đẳng cấp. Ở góc quay mà chúng ta đã được xem lại thì bóng đi liệng và rất khó chịu, cuộn về góc xa và với điểm nối giữa cột dọc và xà ngang luôn rất khó với các thủ môn nữ. Ngay cả với các thủ môn nam thì việc lựa chọn có ra vào để bắt bóng hay không cũng là một điều cần phải cân nhắc rất kỹ, khi mà những cầu thủ khác cũng sẵn sàng ập vào để thực hiện tình huống băng cắt và đánh đầu. Đây là Tuyết Dung. Nhịp khống chế vừa rồi của Trần Thị Thu là chưa thực sự tốt. Đội tuyển Việt Nam đôi khi vẫn để cho đội bạn có không gian để không chê bóng. Một phần cũng bởi vì những tình huống xử lý chưa có cảm giác tốt của các cầu thủ bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Không phối hợp với Tuyết Dung. Đưa bóng vào trong. Tại giải vô địch quốc gia thì những tình huống băng lên của Trần Thị Thu cũng là một trong những tình huống mà đội bóng của cô có cơ hội để ghi bàn. Nhưng trong màu áo của đội tuyển quốc gia thì Trần Thị Thu chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự. Tuyết Dung, Hoàng Quỳnh. Hoàng Quỳnh hoạt động liên tục và không biết mệt. Kể từ đầu trận đã có khá nhiều tình huống mà số 6 của đội tuyển Việt Nam xâm nhập vào vòng cấm địa của đối phương. Yon Yon rời sân nhường chỗ cho Chit Sefeun. Cầu thủ mang áo số 19 tiền đạo Kiet Sivong cũng sẽ được vào sân để thay cho Son Vifa. Vẫn duy trì số cầu thủ có khả năng tấn công. Đó là quyết định của huấn luyện viên Brakuti. Kiet Sivong, player number 9, Jun Jun, replaced by player number 17, Chit Sefeun. Đội tuyển Campuchia có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 10 Son Vifa rời sân. Cầu thủ mang áo số 19 Kiet Sivong vào sân. Cầu thủ mang áo số 10 Son Vifa như vừa rồi. Yon Yeun rời sân. Cầu thủ mang áo số 17 Chit Sefeun vào sân. Chưa có cho mình một cơ hội, cô mới có một tình huống không chế bóng thôi. Đội tuyển Campuchia chắc chắn cũng đã nghiên cứu kỹ về những nhân tố nổi bật của đội tuyển nữ Việt Nam, không chỉ là Hải Yến mà còn là Huỳnh Như. Phối hợp giữa Hoàng Quỳnh và Nguyễn Thị Vạn. Phương Thảo, Thanh Nhã. Vẫn thiếu đi những sự chính xác trong những quyết định chuyển bóng cuối cùng của Thanh Nhã. Dương Thị Vân vào sân.
sự thay đổi ở tuyến tiền vệ. Người dưới sân là Hoàng Quỳnh. Điều này cho thấy là chấn thương nhẹ mà Dương Thị Vân gặp ở trận đấu gặp đội tuyển nữ Philippines là không đáng ngại, và số 16 đã có thể vào sân thi đấu. Hoàng Quỳnh replaced by player number 16, Dương Thị Vân. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Dương Thị Vân sẽ cùng với Hải Linh thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cầu thủ mang áo số 16 tham gia vào việc tổ chức lối chơi cũng như là cầm nhịp cho đội tuyển nữ Việt Nam. Dương Thị Vân là một cầu thủ rất kinh nghiệm. Cô sẽ cần biết được thời điểm hợp lý nhất để chuyền bóng khi đồng đội đã ở trong một tư thế thuận lợi. Nỗ lực của Trần Thị Thu. Làm gì đây? Một quả tạt bóng vào trong tốt của Trần Thị Thu. Lập bập. 4-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đó là cú đúp của Nguyễn Thị Vạn. Những tình huống bóng bật ra luôn là cơ hội cho các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam, những người đã sút rất nhiều kể từ đầu trận nhưng bây giờ mới có cơ hội để thực hiện những pha dứt điểm cận thành khi bóng bật ra như vậy. Nguyễn Thị Vạn là cầu thủ đã mở tỷ số ở phút thứ 6 với một cú đánh đầu và vừa rồi là một pha dứt điểm cận thành. Quả tạt có chất lượng của Trần Thị Thu. Go for Vietnam by player number 18, Nguyễn Thị Vạn. Và vùng cầu thủ mang áo số 18, Nguyễn Thị Vạn ghi bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Dương Thị Vân. Ladies and gentlemen, the official attendance for today's match is 16,000 spectators. Dương Thị Vân. Thank you for attending. Kính thưa quý vị, số lượng khán giả tới sân trong trận đấu ngày hôm nay nữa là 16.000 khán giả. Chưa thể có bàn thắng thứ 5 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là cú dứt điểm của Huỳnh Như. Sau hiệp 1 thi đấu rất xuất sắc thì bây giờ thủ môn của đội tuyển nữ Campuchia đã không còn duy trì được phong độ của mình. Những tình huống bắt bóng rất lập bập. Pha xử lý rất hay của Huỳnh Như. Bóng đi sát cột góc ở góc gần. Rất may là đã có các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Campuchia hỗ trợ, nhưng lần này thì đã không còn may mắn nữa. Tầm bóng thay đổi cái khúc yếu ạ. Những tình huống đưa bóng vào trong những phút vừa qua thấp nhưng xoáy. Và chúng ta thấy sự xuất hiện của Trần Thị Thu bên cánh trái. Huỳnh Như, Dương Thị Vân liên tục xuất hiện ở vị trí cánh trái đem tới sự thay đổi. Và các cầu thủ hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Campuchia không kịp thích ứng. Chính xác là như vậy. Việc các tiền vệ trung tâm của đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển sang bên phía cánh trái là ý đồ của huấn luyện viên Mai Đức Chung để có thể quét vào vị trí này bên phía đội tuyển Campuchia. Hậu vệ của họ đã tỏ ra xuống sức. Và ngoài ra, việc thay đổi các phương án chuyền bóng từ bóng bổng xuống bóng sệt và các đường bóng tầm thấp cũng khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Campuchia bị rối và không biết xử lý như thế nào và không đọc được các tình huống ý đồ của đội tuyển nữ Việt Nam. Sự xuất hiện của Trần Thị Thu ở ít phút đã qua ở cánh trái là một bất ngờ với các cầu thủ Campuchia. Sốc ly, xử lý quá chậm. Với cú đúp kể từ đầu trận thì Nguyễn Thị Vạn lúc này cũng đã vươn lên nằm trong danh sách những cầu thủ ghi được 2 bàn thắng tại SEA Games 31 cùng với Win Thengkintun của đội tuyển Myanmar. Ở kỳ SEA Games gần nhất thì cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ghi được 4 bàn. Đó là tiền đạo của đội tuyển Myanmar. Và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại SEA Games 29 cũng là một cầu thủ của đội tuyển Myanmar, đó là Win Thengkintun với 6 pha lập công. Ở SEA Games trước, đội tuyển Myanmar còn Yeo, nhưng giải đấu này thì không. Cơ hội cho Vạn Sự. Và bây giờ thì Vạn Sự đã có thể ăn mừng bàn thắng cho mình.
với pha lập công nâng tỷ số lên 6-0 cho đội tuyển Việt Nam. Lúc này đã bằng với tỷ số của một set tennis rồi. Và Sự là cầu thủ đã có cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu này. Và Sự kiên trì, nỗ lực không biết mệt mỏi của Vạn Sự đã giúp cho cầu thủ áo số 11 có được một pha lập công đáng nhớ. Hàng phòng ngự của đội tuyển Campuchia đã sụp đổ rất nhanh sau khi đội tuyển nữ Việt Nam có được những bàn thắng liên tiếp của Hải Yến và Tuyết Dung để nâng tỷ số lên 2-0 và 3-0. Bây giờ thì họ đã có lần thứ 6 phải vào lưới nhặt bóng rồi. Cơn mưa bàn thắng đang được tạo ra trên sân vận động Cẩm Phả. Và các cổ động viên với những tiếng hô vang Việt Nam thì chắc hẳn là vẫn chưa muốn các cô gái của chúng ta dừng lại. Tuyết Dung, Huỳnh Như, Vạn Sự. Đã bước sang phút thứ 83 và tỷ số bây giờ đang là 6-0 nghiêng về phía đội tuyển nữ Việt Nam. Sau khi đã khá quen với những việc tấn công của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1, thì khi mà đội bóng áo trắng thay đổi đôi chút với thêm những cầu thủ kinh nghiệm vào sân và thay đổi cách tiếp cận khung thành đối phương, thì chúng ta thấy là các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Campuchia đã bị mất phương hướng. Cánh trái ngày hôm nay của đội tuyển Việt Nam thi đấu rất hay, rất mạnh dạn cho cú dứt điểm. Nỗ lực đưa bóng về góc xa của cầu thủ mang áo số 11 Ngân Thị Vạn Sự. Tình huống đảo bóng rất tự tin. Đó là cách mà huấn luyện viên Mai Đức Chung bố trí Vạn Sự thi đấu bên cánh trái, còn Bích Thủy thi đấu bên cánh phải. Họ sẽ có những pha đi bóng vào phía trong và dứt điểm chân còn lại. Với Vạn Sự là dứt điểm chân phải, còn với Bích Thủy là dứt điểm chân trái, mặc dù là cầu thủ đá biên phải. Cách sử dụng những cầu thủ đá nghịch chân là điều mà chúng ta đã được nhìn thấy rất nhiều của bóng đá thế giới, đặc biệt là với bóng đá Hà Lan. Thùy Trang vào sân, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn tạo cơ hội cho các cầu thủ quan trọng của mình có nhịp thi đấu, duy trì cảm giác. Thanh Nhã rời sân. Player number 19, Nguyễn Thị Thanh Nhã, replaced by player number 8, Trần Thị Thùy Trang. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 19, Nguyễn Thị Thanh Nhã rời sân. Cầu thủ mang áo số 8, Trần Thị Thùy Trang vào sân. Đó là một pha xử lý rất đẳng cấp trong vòng cấm của đội tuyển nữ Philippines. Ban TV replaced by player number 18 from Safo. Player number 12, ông Saori. Rất hay pha chạm bóng đầu tiên của Thùy Trang. Đội tuyển Campuchia có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 11, Ban Cheve vào đầu trận trên hàng tấn công của đội tuyển Campuchia lúc này đều đã rời sân. Saphon đó là sân. Cầu thủ mang áo số 12, Hock Saudi đó là rời sân. Cầu thủ mang áo số 14, Kep Tam Samay vào sân. Khá nhiều tình huống phải mất hai nhịp để khống chế bóng của thủ môn
trên Sovet. Cách mà đội tuyển Việt Nam thay đổi những quả tạt đã khiến cho thủ môn này không bắt dính bóng. Ở tình huống mà Nguyễn Thị Vạn có một pha tiếp bóng cận thành để nâng tỷ số lên 4-0 là một tình huống điển hình. Đúng là đội tuyển Campuchia sẽ biết các cô gái của chúng ta tạt bóng, nhưng tạt bóng như thế nào. Dương Thị Vân, cú sút xa tuyệt đẹp. Một bàn thắng rất ý nghĩa với Dương Thị Vân, khẳng định cho sự trở lại. Dương Thị Vân cũng đã trải qua một thời kỳ rất khó khăn để đấu tranh với những chấn thương, và sau khi hồi phục thì đã trở lại đội tuyển Việt Nam và bây giờ có cho mình bàn thắng trên sân Cẩm Phả. Những nhịp khống chế ở khu vực giữa sân là hoàn toàn thuyết phục và cú ra chân rất căng. Một góc quay rất đẹp mà chúng ta có thể thấy được sự tự hào của các cổ động viên Việt Nam và niềm vui chung vui với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Còn huấn luyện viên Prof Kuti thì gần như là ngồi chết lặng trên vị trí của mình ở cabin của đội tuyển Campuchia. Cú sút hoàn toàn ngoài tầm khống chế của thủ môn Chen Sovet. Chắc chắn là huấn luyện viên Prof Kuti không nghĩ rằng đội bóng của ông lại có thể suy sụp một cách nhanh tới như vậy. Thể lực đã không còn được đảm bảo, nhưng hiệp 1 khiến cho những tình huống đeo bám của các cô gái áo đỏ không còn được thực hiện một cách thường xuyên nữa. Nó mở ra những cơ hội và không gian để cho đội tuyển nữ Việt Nam có thể chơi bóng. Hải Linh, Trần Thị Thu, hiệp đầu tiên chúng ta chỉ có duy nhất một pha lập công, nhưng hiệp thi đấu thứ hai thì con số đó đã là 6 rồi. Dương Thị Vân không giành chân để dứt điểm lần thứ hai. Ở một số trận đấu khi chúng ta thiếu trung vệ thì Dương Thị Vân cũng có thể đá ở vị trí này, nhưng về cơ bản cô là một tiền vệ trung tâm. Đây là mẫu cầu thủ có khả năng phát động cho những tình huống phản công. Vì thế đây là một trận đấu trong thế trận áp đặt tấn công, thì chúng ta cũng rất trông chờ vào màn trình diễn của Dương Thị Vân. Dương Thị Vân đang cho thấy mình là một sự thay thế khá lý tưởng cho khoảng trống mà Thái Thị Thảo để lại như hàng tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam. Tuyết Dung khống chế bóng rất hay.